Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề thứ tư, tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Như vậy là hồi trước mình học giao điểm của đường thẳng mặt phẳng mình làm sao? Ở đây dựa trên hai cái hình này thì chúng ta có hai cái cách để làm. Muốn tìm một giao điểm của đường thẳng và một mặt phẳng có hai cách. Cách đầu tiên á là tìm giao điểm của đường thẳng đó với một đường thẳng nào đó nằm ở trong mặt phẳng đó, thì cái điểm đó chính là giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Cái cách thứ hai á là em đi tìm một cái mặt phẳng chứa cái đường thẳng A và một cái mặt phẳng chứa đường thẳng D. Em lấy hai cái thằng này. Lấy hai thằng này. Không. Cũng không phải, không phải. Ở đây nó chỉ cho mình cái đường thẳng với cái mặt phẳng thôi. Đầu tiên là cho mình cái đường thẳng D với mặt phẳng alpha thôi, đâu có cho mình cái mặt phẳng beta đâu. Cho nên là chúng ta sẽ dựng một cái mặt phẳng beta mà chứa cái đường thẳng D này, thì giao điểm của đường thẳng D với cái mặt phẳng alpha là mặt phẳng ban đầu á, nó chính là giao điểm của đường thẳng D Giao tuyến. với cái giao tuyến đó, với cái giao tuyến của hai phẳng đó. Rồi mình biết hai cách làm rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bài tập. Bài 4.1. Cho tứ diện SABCD, MN lượt là trung điểm của SAB và SBC. Đây, S nè, A nè, B nè và C. M lần lượt là các điểm nằm trong một phẳng SAB thì sẽ gọi nó là M nằm đây. N là SBC thì sẽ cho N nằm đây. MN cắt A, B, C tại F. Rồi, N thầy cho nó xích qua đây miếng. Đây nè, hai mặt phẳng này nè. M nằm trong phẳng SAB nè. Đó. Còn N á, thì nằm trong phẳng SBC thì kéo xuống. Khi mà nó đâm chọt ra bên ngoài này á thì cái đường này nó sẽ là đường đường vuông. Rồi, mình sẽ đi tìm cái điểm B này. Điểm F này. Nó chính là cái giao điểm của cạnh MN với một phẳng ABC. Mình sẽ Nếu có hai cái FG phương pháp làm. Phương pháp đầu tiên á là mình làm gì? tìm giao điểm của MN với một đường thẳng Tìm có giao điểm điểm trong của MN. ABC. Rồi, ok. Tìm giao điểm của MN với một đường thẳng nằm trong phẳng ABC. Có đường thẳng nào không? Không có thì vẽ thêm. Còn cái cách thứ Nè, hai nó dễ hơn đúng không? Làm sao? tìm một mặt phẳng chứa MN, Mặt phẳng chứa MN. Mặt phẳng nào chứa giao của MN? bạn nối FM cách AB lại Y, Rồi, đúng rồi. Một cái FN mặt cách phẳng chứa MN. BC Đây là mặt phẳng chứa MN. Thằng này là Y và thằng còn lại là Z. Đó. Y, GB cách MN sẽ đặt. GB nó sẽ cắt MN tại tại điểm F. Thì F này chính là giao điểm của MN với mặt phẳng ABC. Nha. Thì cái cách thứ hai á, chúng ta sẽ lấy một cái mặt phẳng nào đó chứa MN. Trong cái bài toán này á thì chỉ có điểm S này nó thỏa mãn những cái tiêu chí mà chúng ta làm. Chúng ta yêu cầu. Nha, thì chúng ta sẽ dựng được mặt phẳng SMN là mặt phẳng chứa đường thẳng MN. Thì cái mặt phẳng SMN này kéo dài SM kéo dài SN sẽ cắt mặt phẳng ABC tại hai điểm Y và Z. Thì YZ này nó chính là cái giao tuyến của mặt phẳng SMN và phẳng ABC. Như vậy là theo cái phương pháp thứ hai thì chúng ta sẽ có là cái giao điểm của mặt phẳng MN phẳng ABC chính là giao điểm của MN và cái giao tuyến YZ. Thì kéo MN và YZ lại với nhau thì nó chính là điểm F này. Hay nói khác là em F này nằm ở đâu? Nằm trên MN và F này nằm ở đâu? Nằm trong phẳng ABC. Vì thế cho nên F chính là giao điểm của MN và ABC. Rồi, bài 4.1 khá là dễ. Ta sẽ đi qua bài 4.2. Tại vì cái hình nó đơn giản. Cái hình nó nhỏ nhẹ đơn giản. Bài 4.2 đây. Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm AB, NB lần lượt là các điểm nằm trên AC và AD. Giờ mình sẽ vẽ cái tứ diện ABCD đây. Tứ diện A, B,
C và D. Gì vậy? Gì vậy? M là trung điểm AB và NF lần lượt là các điểm nằm ở trong AC và AD. M nè nằm trên AC là N nè và AD là F nè. Rồi sao cho AN phần AC là 3 phần 4. Như vậy là AN phải chia 4 phần thì AN lấy 3 phần ở đây. Rồi AF chia AD là 2 phần 3. MF nó phải chia AD làm 2 phần 3 phần, thành 3 phần và AF nó lấy 2 phần. Rồi tiếp tục. Tìm giao điểm của MN với BCD, của MN với mặt phẳng BCD. MN là cái đường thẳng này nha. Với mặt phẳng BCD là mặt phẳng này, quá dễ, đâu? MN cắt BC. Đúng rồi, nó sẽ cắt BC tại một cái điểm. À, mình sẽ cho nó là Y đây. Nha, rất đơn giản, chúng ta sẽ thấy mặt phẳng MN, AMN, thôi khỏi đi. À, làm theo kiểu đó chi. Vừa vô ta thấy là MN nằm trong phẳng ABC, cho nên MN sẽ giao với BC tại điểm Y. Từ đó Y chính là giao điểm của MN phẳng BCD. Lý luận như thế nào? Lý do là Y nằm trên MN và Y thuộc BC, cho nên nó thuộc cái mặt phẳng BCD. À, thuộc BC cho nên nó thuộc mặt phẳng BCD. Vì thế cho nên Y vừa thuộc mặt phẳng này, vừa thuộc đường thẳng MN, cho nên Y chính là giao điểm của MN và phẳng BCD. Bây giờ là giao điểm của BD với mặt phẳng MNF. À, BD với MNF. Đó. Rồi, MNF là đây. Rồi. BD với Nhánh một MNF. rồi. Đầu tiên á, cái mặt phẳng MNF này á nó làm sao? Nó có điểm Y rồi nè. À, kéo dài MF ra hả? Kéo dài MF ra thì nó cũng Cách về đi. sẽ cắt BD tại một điểm Z nào đó. Tại một điểm Z nào đó. À, rồi. Thì giao điểm của mặt phẳng MNF với BD chính là gì? Chính là điểm Z. Nha. Lý do gì? Z đầu tiên, Z nằm ở trên MF. Cho nên Z nó sẽ thuộc mặt phẳng MNF. Z nằm trên BD, cho nên Z thuộc đường thẳng BD. Vừa thuộc đường thẳng BD, vừa thuộc mặt phẳng MNF, cho nên Z này chính là giao điểm của đường thẳng BD với phẳng MNF. Gọi Q là trung điểm của NF. Q là trung điểm của NF. Q đây. Tìm giao điểm của MQ với bờ cờ đờ. MQ nè. Giao điểm của MQ với bờ cờ đờ. MQ với bờ cờ đờ. BCD hả? À, BCD mà sao là đọc mờ cờ đờ. Rồi, dễ. Gì? Giao điểm của nó là gì? Q là trung điểm nè. Kéo dài MQ sẽ cắt mặt phẳng bờ cờ đờ tại điểm nào? Hả? Trung điểm của Y. Trung điểm À, EZ. tại một điểm nào của Y chứ không phải là trung điểm. Nó sẽ cắt EZ. À, nó sẽ cắt EZ. Lý do đầu tiên á, mình sẽ thấy là EZ chính là giao tuyến của phẳng MNF với mặt phẳng BCD. Cho nên MQ sẽ cắt giao tuyến EZ này tại một điểm và điểm đó chính là giao điểm của phẳng MQ với phẳng BCD. À, điểm này mình sẽ cho nó là điểm K, là hết bài toán nha. Dễ không? Nếu mà không cho câu A, câu B làm câu C hơi khó nha. Làm C hơi khó. Nhưng dù sao á, mình vẫn biết một cái chiêu. Chiêu gì? Kéo dài. À, một cái mặt phẳng MNB này. À, hoàn toàn chúng ta có thể nghĩ đến cái việc kéo dài những cái đoạn thẳng này ra. Kéo dài NF ra thì nó cũng sẽ cắt CD và nó sẽ hình thành nên nhiều thứ lắm.
cắt CD và EZ ấy gì nè, thầy nghĩ nó cũng thẳng hàng. Ba điểm EZ và ấy này nó sẽ thẳng hàng, nó lại hình thành nên một dạng toán khác nữa. Rồi dễ, giờ đi qua 4.3. ABCD là 4 điểm không đồng phẳng. A, B, C và D. MN lần lượt trung điểm của AC và BC. AC là M, BC là N. Trên đoạn BD lấy điểm F. Trên đoạn BD lấy F do BF bằng 2 lần FD. Rồi dễ, chia BD thành 3 phần thì điểm F, BF nó sẽ bằng 2/3. Tìm giao điểm của CD với phẳng MNF. CD với một phẳng MNF. Rồi y chang luôn. NF cắt CD tại Y. Gì MF cắt CD tại Y? NF thôi. NF nó sẽ cắt CD tại một cái điểm Y nào đó. Thì Y này chính là giao điểm của đường thẳng CD với một phẳng MNF. Ok ha. Điều này chúng ta đã sử dụng cái phương pháp nào? Phương pháp gì? Phương pháp thứ nhất. Phương pháp nhất là sao? CD. Nó sẽ cắt với một đường thẳng. Nó sẽ cắt một đường thẳng nào đó trong một phẳng MNF. Kế tiếp á là AD với một phẳng MNF. AD. MN cắt AD. MN cắt AD hả? MB. MF cắt AD. Khó rồi nha. Không cắt hả? Trong ba đường này mình không thấy đường nào cắt hết nè. MF hay NM hay NF. Không có cái nào cắt hết. Giờ sao? Bài này thì quay về dạng đi tìm thiết diện thôi. Sao? Từ B vẽ đường sẽ thẳng từ từ phê vẽ đường sẽ thẳng song song với AB. Từ phê vẽ đường thẳng song song với AB. Ủa sao lại vẽ song song với AB? Lý do gì? MN song song với AB hả? MN song song AB. À, mà là trung điểm hả? Rồi, hợp lý. MN là trung điểm. Được. Từ phờ vẽ cái đường thẳng song song với AB. Được. Chấp nhận. Còn cách khác áp dụng câu A đi. Cũng được. Cách này ngon nè. Điểm C nè. Từ phờ kẻ phờ G. G nằm trên AD. Sao cho phờ G song song với AB. Thì cái mặt phẳng MNF này, nó chính là phẳng MNF G này. Mấy em có thể thấy là với cái điểm Y hồi nãy á mà mình vẽ thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo M với điểm Y này. Hai này M với Y này là gì? Là một đường thẳng nào đó làm sao? Nó nằm ở trong một phẳng MNF. Mà MY này nó cũng nằm ở trong phẳng ADC. MY này nó cắt AD tại điểm G luôn. Cũng được. Có hai cách làm đối với bài này, mình sẽ có hai cách để làm. Rồi. Được không? Nếu mà không có câu A câu B hơi khó để làm rồi nha. Rồi, đi qua bài 4.4. Tiếp tục. Dạng này vui. Đi tìm giao điểm của một điểm với một đường thẳng đó, nó khó nhìn lắm. Khó nhìn lắm. Mà nhìn ra được nó vui. Cho anh chớp SABC đi. SABC. Một cái anh chớp S nè, A nè, B nè và C nè. Nó muốn đặt tên gì đặt. Ông cho ABCD, cho SABC, đặt gì đặt. O là điểm trong phẳng ABC. ABC thầy lấy một điểm O bất kỳ nào đó.
và SD và BC. Izika với SD và SC. SD SD. Nhanh nhanh nhanh. À lấy cái mặt phẳng nào đó chứa SD thì nó giao với phẳng Izika. Tại gì? Nè nè. À. Cái hình này điểm D này lấy xấu quá. Đầu tiên á mặt phẳng chứa SD á thì mình sẽ lấy mặt phẳng SDB. Lấy mặt phẳng SDB nha. Chứa SD nó giao với phẳng IZK tại đâu? Tại tại gì? GH. GH đúng rồi. Thì GH này sẽ cắt SD tại một điểm. Cắt điểm là xong cái tìm giao tuyến của SD với IZK. Tiếp tục nè, SC với IZK nè. Lấy một phẳng nào đó chứa SC đi. Là phẳng gì? SAC. Thì nó giao với IZK tại đâu? Tại vì đường thẳng gì? IK. Đúng không? IK. Rồi, thì kéo dài IK sẽ cắt SC. Tại điểm nào? Tại điểm K luôn rồi còn gì nữa? Hả? Đúng không? Đúng không? SC IZK. Rồi. À, tắt video ở đây. Chờ xíu. Thầy quay lại liền. 5 phút.